Và những biển số như thế này ấy, anh sẽ làm như thế nào để em có thể định danh được? Xe ô tô của em đã có biển số rồi, nhưng biển số này xấu quá. Bây giờ em muốn mua một biển số đẹp, định danh vào tên của em được hay không? Anh hỗ trợ giúp em nhé. Anh cũng chia sẻ với em như thế này. Tức là hiện tại là em đã có biển số rồi, em lắp trên chiếc xe ô tô của em rồi, nhưng biển số đó không đẹp. Thì anh sẽ có rất là nhiều biển số đẹp ở đây để chia sẻ cho em. Ví dụ anh giới thiệu với em một biển số như thế này, giá cực kỳ hợp lý nhá. Đây giới thiệu với em 99886, đấy biển số này rất là đẹp. Hoặc biển số nào 68838. Và những biển số như thế này ấy, anh sẽ làm như thế nào để em có thể định danh được? Đầu tiên là biển số này nó được gắn trên một chiếc xe ô tô của anh. Anh đã chuyển nhượng chính chủ chủ quyền công chứng nhá sang cho em theo cái hợp đồng công chứng minh bạch rõ ràng và được cơ quan nhà nước đồng ý chấp nhận. Khi đó thì em sẽ là chủ sở hữu của cả chiếc ô tô của anh, đồng thời kèm thêm biển số này. Rồi sau đó làm sao? Anh sẽ mua lại chiếc xe ô tô đó và để lại cái biển số đẹp này ở trên căn cước công dân của em. Đây là quy định của pháp luật nhá. Khi mà anh bán cho em rồi, rồi anh mua lại như vậy thì anh không thể nào lấy lại được cái biển này nữa. Nó là của em. Sau đó em thích cho cái biển số này vào chiếc xe nào thì em chỉ việc làm đúng thủ tục pháp lý của nhà nước yêu cầu, đăng ký biển số này vào chiếc xe nào đó mà em thích nhá. Đây là được quyền cho phép em ạ. Và có một điểm cần lưu ý này, nếu như xe của em đang đứng tên chính chủ của em rồi nhá, thì em chỉ việc là nộp thuế 2% của chiếc xe hiện tại em đang đi. Nó có thể là một chiếc xe 1 tỷ, 2 tỷ hoặc là 10 tỷ, tùy theo chiếc xe của em đang đi, để làm thủ tục hành chính và sẽ là đăng ký lại cái biển số này vào chiếc xe của em. Trên thực tế thì biển số đẹp đã và đang trở thành một cái gọi là tài sản của anh em mình. Để anh em nào thích sở hữu thì AMI đã hỗ trợ cho anh em được luôn anh em nhé. Minh AMI giải quyết mọi vấn đề về biển số đẹp định danh.